Mỗi ngày á, em sẽ dắt anh ra đây đến thắp nhang cho má, cho ông bà. Phận làm con cái tụi mình phải hiếu đạo hen anh. Xong sau đó em sẽ dẫn anh đi dạo mát. Anh muốn đi đâu thì cứ nói em đưa đi. Rồi về phòng em sẽ bóp chân cho anh. Anh phải mau khỏe thì ba mới vui được. Anh có biết không? Liễu à, con trai của chúng ta thật là may mắn khi có được một người vợ hiền lành, biết chuyện như vậy. Tôi tin là con nó sẽ mau bình phục thôi. Mình có thể trông đợi gì được vào một người chồng vừa tàn phế, vừa ngơ ngơ ngác ngác như vậy chứ? Giang, Giang, rót cho tôi ly nước. Có tay có chân xong tự vô lấy đi. Chân tôi vậy sao đi được? Có hai cái bánh đó, lăn qua lăn lại giỏi lắm mà. Vậy mà ba với cậu Tư nói là cưới vợ về là để chăm sóc cho tôi. Ủa, cậu có coi tôi là vợ hả? Mắc gì tôi phải phục tùng cho cậu? Chị không giữ lời hứa của mình, trả giường lại cho tôi. Cậu Tư nè, cậu vô được không con? Dạ vô đi cậu. Nước của anh nè, uống đi. Sao thái độ khác quá vậy? Hứa với nhau rồi đó, không có nói. Đứa nào nói ra bị bà bắn, nhớ không? Ừ, con. Dạ con thưa cậu. Hồi sáng tới giờ nó có bị đau đầu không con? Dạ không, sáng giờ chồng con ảnh chơi giỏi lắm. Ừ, vậy là tốt rồi. Dạ. Thôi, để thằng Thịnh đó cậu Tư coi cho. Con ra nhà lớn một lát đi, ba con đang đợi con ngoài đó đó. À, dạ, vậy phiền cậu coi ảnh giúp con. Thưa cậu con đi. Ừ. Sao? Hôm rày có giữ đúng thỏa thuận không? Có ăn hiếp bình an không? Con giữ đúng lời hứa mà. Hứa gì nè? Bí mật. Cái thằng. Của con đó, con mở ra đi. Đẹp quá. Ba, số nữ trang này má thằng Thịnh sắm để dành cho nó cưới vợ. Bây giờ con là vợ của nó rồi, ba đưa hết cho con. Ba nói làm sao ba? Ba cho con hết số nữ trang này luôn hả? Bình An, thằng Thịnh nó bị đau bệnh như vậy nên ba không thể nào cho con một cái đám cưới rỡ ràng được. Nhưng nếu như ông trời thương cho nó mau bình phục thì ba sẽ tổ chức một cái đám cưới thiệt lớn cho hai đứa. Con đừng lo, ba tin là sau này thằng Thịnh nó sẽ mau bình phục thôi. Mà lỡ như nó không khỏe lại được thì cái gia sản này vợ chồng con vẫn có phần. Con ráng giúp ba ở bên cạnh thằng Thịnh, an ủi động viên nó. Có khi như vậy nó sẽ mau bình phục đó con. Thời gian này con ráng chịu cực với nó một chút nghe. Gia sản này mình cũng có phần, bạc vàng gắm dốc mình cũng có. Được rồi, trước mắt thì cứ vậy đi, rồi từ từ tính tiếp. Dạ con thưa ba, anh Thịnh nhà mình ảnh là một người tốt. Con tin chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh, sẽ khỏe mạnh lại mà ba. Làm được cái gì cho ảnh, con có thể làm hết mình. Ba cứ dạy con, ba cứ sai biểu con sẽ làm. Bà cảm ơn con, bà cảm ơn con nhiều lắm. Con trai của ba bị như vậy mà con không chê, con còn tận tình với nó nữa. Con đúng là một cô gái tốt. Dạ thưa ba đừng có nói như vậy. Dạ thân phận của con thấp kém, được ba má yêu thương chăm sóc, được về đây làm vợ anh Thịnh là phước đức lắm rồi.
con nào đâu dám chê. Trái lại, nhìn thấy anh Thịnh chồng con ảnh bị như vậy, con còn thương ảnh nhiều hơn. Bà thật may mắn khi có được một người con dâu như con. Cất đi con. Sao? Than phiền với ba con cái gì nữa đó? Thưa má, má đã nói rồi, thằng Thịnh nó có làm cái gì á thì con cứ nói với má, sao phải làm phiền tới ba vậy? Ủa, cái hộp nữ trang này là làm sao vậy? Cái bà này, con dâu mình nó có làm phiền tôi đâu, đó là do tôi kêu nó ra đây nói chuyện đó. Còn hộp nữ trang này á là do má thằng Thịnh sắm để cho vợ của nó, cho nên là tôi trao lại cho nó thôi. Ủa, đưa hết cho nó chứ làm sao? Đâu có được mình. Sao không được? Cái này là kỹ vật của chị Liễu, mình không có nên là... Thì bây giờ đây là số nữ trang má thằng Thịnh mua để dành cho con dâu, thì bây giờ Bình An là vợ của thằng Thịnh, tôi đưa lại cho nó là đúng rồi. Nhưng mà mình quên rồi hả? Sính lễ mình đưa sang đó đã lớn lắm rồi. Sính lễ là sính lễ, đây là quà tặng cho con dâu, làm sao mà tính vô đó được. Lễ gia tiên á còn chưa có trọn vẹn nữa, biết có làm dâu được lâu dài không mà chưa gì á mà mình vội vàng đưa hết của vậy, lỡ... Dạ con thưa ba, con thưa má, dạ cho dù không có số trang sức này thì con vẫn nguyện ở đây cả đời chăm sóc cho anh Thịnh, con vẫn nguyện ở nhà mình cả đời để phụng dưỡng cho ba má. Con xin phép trả lại số nữ trang này cho ba má. Đó, bà thấy chưa, con dâu tốt như vậy không dễ tìm đâu. Ba đã nói là đưa hết cho con thì con cứ giữ lấy. Theo tục lệ ông bà, ngày mai là ngày thẳng bái của vợ chồng con, nhưng mà thằng Thịnh nó bị như vậy cho nên nó không đi cùng với con được. Con đừng buồn. Dạ con hiểu mà ba. Ngày mai ba sẽ cho shipper đưa con về nhà dưới, rồi con cứ ở dưới đó đi, tới tận xế chiều con trở về đây cũng được ha. Dạ con cảm ơn ba. Ba sai bầy trẻ chuẩn bị những cái lễ lộc cần thiết, rồi quà biếu cho chị Xuôi nữa nha. Dạ em biết rồi. Vậy nha con. Dạ. Được rồi, tôi biết phải sống thế nào trong ngôi nhà này rồi. Chỉ cần ba chồng tôi thương tôi là tôi sẽ có tất cả mọi thứ. Bà cứ chóng mắt lên mà coi.